Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mèo Quạt Cuộc Sống của mình. Thì như các bạn biết á, cái ứng dụng Lịch là một cái ứng dụng rất là phổ biến, hầu như điện thoại từ hệ điều hành iOS cho đến hệ điều hành Android tất cả đều có. Vì cái ứng dụng Lịch á, trên đó có một cái tính năng rất là hay, đó là cái phần tạo sự kiện. Thì cái phần tạo sự kiện đó nó sẽ giúp cho các bạn đỡ phải nhớ trong đầu khi các bạn cần cái việc gì, các bạn cứ việc tạo lên cái sự kiện trên cái phần ứng dụng Lịch, thì tới cái thời điểm ở tương lai những cái sự kiện đó nó sẽ báo cho các bạn biết, giống như báo thức đó, nó sẽ báo cho các bạn biết là các bạn phải làm cái gì cái gì cái gì, đỡ phải nhớ trong đầu, rất là tiện lợi. Nhưng mà vì một cái vấn đề rất là bực bội ở đây là khi các bạn không có thiết lập sự kiện trên Lịch, nhưng mà những cái sự kiện nào ở đâu á, ở bên ngoài nó bay thẳng vô luôn. Lúc đó khi các bạn mở cái Lịch lên, hoặc là các bạn mở cái phần thông báo của cái điện thoại lên, thậm chí là nó bay thẳng vô cái màn hình chính này luôn, nó sẽ báo cho các bạn thấy rõ luôn là những cái sự kiện mà các bạn thiết lập mà các bạn đâu có thiết lập đâu. Cái đó rất là bực bội luôn, lúc nào nó cũng hiện thẳng lên cái thông báo trên cái màn hình chính của mình hết đó. Thì để mà giải quyết cái vấn đề này rất là đơn giản luôn. Thì như các bạn đã biết, những cái sự kiện mà các bạn tự thiết lập trên cái ứng dụng Lịch thì các bạn xóa rất là dễ. Vì các bạn nhấn cái nút dấu cộng đó, các bạn thêm vào cái phần tạo sự kiện. Xong rồi các bạn nhấn ngay cái phần tạo sự kiện đó thì nó sẽ hiện ra cái phần mà các bạn ghi là cái việc gì đó, các bạn ghi trên Lịch rồi. Thì các bạn xóa cái phần sự kiện đó, thế là xong. Nhưng mà những cái sự kiện ngoài ý muốn của các bạn, nó bay thẳng vô điện thoại của các bạn không thể nào mà các bạn xóa được bằng cái cách xóa đó. Vì sao? Vì nó đã chạy thẳng vô cái phần cài đặt bên trong điện thoại của các bạn rồi. Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để mà xóa nó rất là dễ luôn. Trên tay của mình là chiếc điện thoại iPhone SE, đời rất là cũ rồi. Bộ nhớ trong chỉ có là 16GB thôi. Thì đây mình sẽ mở cái ứng dụng Lịch lên cho các bạn xem. Thì thí dụ như là đây là ngày 6 tây tháng 11, thì có thể là mình thiết lập cho cái ngày 8. Mình mở lên mình thiết lập cho cái ngày 8 và mình chỉ nhấn cái việc là thêm vào, thì mình tạo một cái sự kiện gì đó. Thí dụ như là cái sự kiện này mình nhấn chữ thêm, thế là xong. Thì các bạn thấy ở dưới đây nó có dấu chấm nè, thì đã các bạn đã tạo được cái sự kiện của cái ngày 8 rồi đó. Các bạn quay trở lại và các bạn thí dụ như các bạn mở cái ngày, cái tháng của 11 mình lên, thì trong đây cái ngày thứ 8 các bạn nhấn vào đây, thì ở dưới đây nó sẽ hiện lên cái sự kiện. Hiện lên cái sự kiện thì bây giờ các bạn chỉ việc nhấn vô cái sự kiện và các bạn kéo nó lên, thì ở dưới đây có cái phần xóa sự kiện, thì các bạn chỉ xóa thôi. Sau khi mình đã thiết lập tất cả các cái mà mình không thích đó thì mình xóa, thì rất là đơn giản rồi. Nhưng mà có những cái sự kiện ngoài mong muốn giống như mình đã nói với các bạn, thì các bạn chỉ việc vào cái phần cài đặt của nó. Thí dụ như phần cài đặt này đó, các bạn vào, các bạn kéo lên, các bạn thấy cái chữ Lịch đây, các bạn mở lên và các bạn mở lên cái phần Lịch này, các bạn kéo lên từ từ, thì các bạn thấy ở đây, đây em nó đây, thì chỗ này nó chỉ có một tài khoản duy nhất, đó là cái tài khoản iCloud. Nhưng mà Lịch các bạn có những cái sự kiện đó thì nó sẽ hiện ở đây một cái tài khoản rất là lạ, ở đây cái phần này nè, có một tài khoản rất là lạ, thì các bạn chỉ việc nhấn vào cái tài khoản đó và các bạn ở dưới đây các bạn kéo lên và nó có cái sự chữ là xóa tài khoản, thì các bạn chỉ việc xóa tài khoản, thế là xong, là nó sẽ xóa tất cả những cái sự kiện Lịch mà của cái bên thứ ba nó nhảy vào trong cái máy điện thoại của các bạn đó, là do cái tài khoản nó chạy vô đây. Và bây giờ mình xin giải thích cho các bạn là tại sao mà cái tài khoản lạ nó sẽ chạy vào đây được. Thì trong quá trình mà các bạn việc web á, thì các bạn vào những cái giống như là trình duyệt Safari đây. Đây là cái trình duyệt Safari. Các bạn vào những cái trang web, nhiều cái trang web mà nó mang tính chất nhạy cảm á, thì nó kêu các bạn là đăng ký tài khoản mà các bạn vô tình các bạn nhấn nút Z là các bạn bị dính ngay thiệt. Hay là các bạn vào trình duyệt Google Chrome hoặc là trình duyệt Cốc Cốc á, mà các bạn vào những cái trang web mà nó mang tính chất nhạy cảm, nó bắt các bạn phải đăng ký tài khoản mà các bạn vô tình các bạn nhấn vô cái là nó dính ngay. Hoặc là những cái mà nó quảng cáo cho cái phần trang web đó, các bạn vô tình các bạn nhấn một cái là nó tài khoản của nó sẽ chạy vô cái phần bên trong cái phần Lịch của các bạn.
và nó sẽ tạo một cái sự kiện riêng của nó. Thành ra các bạn không thể nào mà các bạn xóa của cái phần lịch này được cả. Bắt buộc các bạn phải vào cái phần cài đặt và các bạn xóa trong cái phần ứng dụng lịch. Các bạn thấy dễ không? Cực kỳ dễ luôn. Thì cái phần tài khoản bên thứ ba nó vô đây thì các bạn chỉ việc xóa trong đây là xong. Vậy nha các bạn. Nếu các bạn thấy kênh mình hay, mang đến nhiều điều bổ ích cho các bạn, thì các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye các bạn.